Một ngày mới ở Hà Nội thường được bắt đầu như thế này. Dạo một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất vào sáng sớm, khó có thể tìm thấy sinh hoạt nào khác ngoài việc tập thể dục. Cũng hiếm ở đâu mà người ta lại có nhiều động tác tập thể dục lạ mắt như ở đây. Thì tập với những động tác nhanh đòi hỏi sức mạnh. Người già thì chọn bài tập riêng cho mình với những động tác mềm mại, thư thái. Từ ghế đá cây xanh, từ bệ chắn đèn đến vỉa xi măng hè đường đều được người dân tận dụng triệt để với nhiều động tác thể dục đi kèm. Người ta còn mang cả phòng tập thể hình ra ngoài trời, đặt chiếc đèn vua lê ở Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng được bầu không khí trong lành buổi sáng mà vẫn rèn luyện tốt sức khỏe. Sinh hoạt tại đây thoải mái đến mức nếu ai đi qua mà thích thì cứ tự nhiên rẽ vào. Không chỉ đàn ông mới thích thể hình, phụ nữ cũng yêu môn thể thao này. Hà Nội sáng sớm không hề vắng lặng, Hà Nội của 6 giờ sáng vẫn đông người. Nhưng ai đã từng chứng kiến những cảnh này sẽ nhận ra, Hà Nội khác hẳn với sự ồn ào xô bồ thường có.